Mã Linh và Snoopy thương chào cả nhà. Ngày hôm nay, Mã Tuyết Linh sẽ nói về nước cờ sai lầm của Bộ Công an ở Hà Tĩnh. Ngay sau cuộc biểu tình khiến Formosa đã thất thủ vào ngày 2 tháng 10 năm 2016, thì Bộ Công an đã có những động thái ứng biến đầu tiên như thế nào? Mặt trận thứ nhất là họ đã tung ra những lực lượng, công an, cảnh sát cơ động, tinh nhuệ nhất và những nhóm công an dày dặn những kinh nghiệm về trấn áp biểu tình đến vốn án quý không để xảy ra tình trạng bị động giống như hôm rồi. Mặt trận thứ hai là bắt đầu mở truyền thông, viết các bài chụp mũ, bôi nhọ bà con ngư dân theo công giáo, xuyên tạc, bóp méo vai trò của các linh mục trong công cuộc đấu tranh dành không gian sinh sống sinh tồn cho người dân của miền Trung. Qua các bài viết cao trào, bản tin đặc biệt của hôm nay của VTV1 dẫn thông báo chính thức của Bộ Công an về tổ chức khủng bố của Việt Tân. Hướng tấn công này của Bộ Công an sẽ không nằm ngoài ba bước sau. Bước thứ nhất là tuyên truyền rộng rãi Việt Tân là tổ chức khủng bố. Cái thứ hai là sau này có lý do quy chụp tất cả những cuộc biểu tình xảy ra ở Sài Gòn với Hà Nội là do tổ chức Việt Tân kết hợp. Và cái thứ ba là mượn gió bẻ măng, có lý do chính đáng để bắt bớ đánh trập người dân, kiểu giống như là bắt một vài người bắt gà dọa khỉ, khiến cho người dân ở miền Trung sợ hãi và không xuống đường biểu tình giống như những lần trước nữa. Không ai giỏi bằng bộ công an để nói với họ về kỹ thuật trấn áp xong thực tế có thể hơi khác các sơ đồ tái chiếm của họ, tại vì Kỳ Anh không phải là bờ hồ hay công viên 30 tháng 4 nơi mà người dân mấy năm qua xuống đường chủ yếu là vì chủ quyền của biển đảo tự dân chủ tự do có cái việc cá chết nữa nhưng với tâm thế của người ngoài vùng thảm họa và thường bị dập tắt sau một thời gian rất là ngắn chuyện chủ quyền biển đảo tuy thiên liên đấy nhưng vẫn còn xa xôi chuyện dân chủ tự do tuy quý báu đấy nhưng vẫn còn rất là trừu tượng trong khi đó, chuyện cá chết ở miền Trung đối với người miền Trung là khác hẳn. Nó hủy diệt trực tiếp đến kế sinh nhai của cả triệu người địa phương trong hiện tại và trong tương lai. Đây là một cái chuyện mà hoàn toàn không thể nào giải quyết bằng phương pháp bạo lực. Công an không có hiểu cái điều đó. Càng đổ thêm quân và càng đẩy mạnh trấn áp, càng cho thấy chính quyền đang lúng túng không biết vấn đề sự thật nằm ở đâu. Tại ra sao nếu như người dân ở địa phương, nếu như bị bức xúc, bị đẩy tới đường cùng thì họ sẽ làm sao? Đương nhiên họ sẽ phản kháng lại thôi thì để coi các lực lượng của Trị An đang đứng về phía của người dân hay là phía của Formosa. Một cuộc chiến nghĩa đen thật sự có thể xảy ra mà sau kết cục chưa biết sẽ thế nào giữa một bên là lực lượng vũ trang từ nơi khác đến với một bên là hàng chục nghìn dân thông thuộc địa hình chỉ có một mục tiêu là tống khứ Formosa và bất cứ ai bảo vệ nó ra khỏi quê hương. Các anh công an được nuôi bằng miếng cơm của nhân dân thì hãy quay về với nhân dân, đừng có đùa giỡn trên miếng cơm manh áo của người dân. Lý do mà nói như vậy là vì chiều hôm nay ở sân ga Sài Gòn có rất là nhiều quân đội Campuchia lên xe lửa để ra Khánh Hòa. Nhưng mà khi có người gọi ra ngoài Hà Nội hỏi thì ở trong Hà Nội cũng không biết, ở Sài Gòn cũng không hay. Cho tới 9 giờ, 10 giờ tối thì Hà Nội trả lời đó là lính thực tập. Nhưng tại sao lính thực tập mà đi vào trong quân đội, đi vào trong thành phố giống như vậy mà quân đội lẫn an ninh Việt Nam đều không có biết? Khi mà họ đã lên xe lửa đi ra tận Đồng Nai thì lúc đó bên Việt Nam mới biết là lính thực tập. Mà cũng kỳ lạ, lính ở nước ngoài vào Việt Nam một cách tự do mà Việt Nam không hay biết. Rõ ràng đây là lính của Trung Quốc, tụi nó đã có sẵn nằm trong các công ty ở đây, giờ đưa ra để trấn áp vụ Formosa. Trung Quốc á, lúc nào cũng mong chờ có sự đàn áp, bạo lực đó để mà có cớ mang quân đội sang bảo vệ Formosa. Một khi nó mang quân đội qua thì mọi chuyện là hết có nói rồi. Nên bây giờ, Cộng sản là sẽ mạnh tay đàn áp dân để giữ Formosa. Nếu Cộng sản không làm được cái điều đó, thì Trung Quốc sẽ đem quân qua để bảo vệ Formosa, cái khu tự trị Formosa, sau đó điểm chính là sẽ chiếm Việt Nam. Các bạn cứ mở miệng ra nói là mã phản động, suy nghĩ đi, một mình mã nói, mà đâu có phải là thần thánh mà nói để mà mấy triệu người xuống đường mấy trăm mấy ngàn người xuống đường biểu tình được có đúng không đó là tại vì nhà cầm quyền việt nam đang dẫn chơi chia miếng cơm ánh áo của người dân cho nên mới xảy ra tình trạng giống như vậy các anh chị vào nói đúng là dân phản động này phản động kia nhưng mà thật sự nghĩ lại đi mấy ngàn người đang biểu tình là những người đang ở trong nước không phải là người ở ngoài nước mã phản động thì mã về việt nam đúng không mã sẽ xuống đường biểu tình nhưng mà những người thật sự đáng trong nước là những người đứng dậy đòi cái nhân quyền đòi tự do cho chính bản thân của họ vì họ cảm thấy bất xúc cho nên khi chửi thì phải nhìn rõ đừng chỉ nói những cái câu ngu ngơ giống như vậy à đúng rồi thủ tướng nguyễn xuân phúc có nói một cái câu như thế nào nhỉ làm sao để cá có thể bơi trong nước được thả Thủ tướng mong muốn Ninh Thuận phát huy tinh thần tự lực tự cường không trông chờ, ý lại, nỗ lực vươn lên trên cơ sở nhiều lợi thế so sánh, chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để Ninh Thuận cất cánh. Thử hỏi đi, cá chết nhiều như vậy, không có lo tìm cái nguyên do tại sao là cá chết và làm sao khắc phục cái vấn đề mà thải chất độc mà bây giờ tìm cách làm sao cho cá biết bơi trong cái nước thải. Nói như vậy thì giống như là đất nước mình nghèo đói quá thì thôi, phải dạy cho người dân như thế nào làm sao biết cách sống trong cái sự đói khổ đừng có lo phát triển kinh tế đừng có lo phát triển đất nước có đúng không thì cá cũng như vậy không có lo tìm cách để mà ngưng ngăn chặn cái sự thả chất độc của công ty Formosa nhưng mà phải dạy cá làm sao mở công ty mở lớp dạy cá biết bơi trong cái nước độc những cái câu nói như vậy tại sao là phát xuất từ miệng của thủ tướng chứ khổ ghê chúng ta không hề thấy bất cứ một lợi ích nào từ khu công nghiệp Vũng Áng nhưng cái mà chúng ta thấy rõ nhất là thảm họa môi trường mà nó gây ra thì thật là khủng khiếp. Từ thảm họa nhỏ của cá nhân, gia đình như chờ chết vì không có tiền để mà điều trị, vô cớ bị công an bắt giam rồi đánh chết, đến thảm họa tập thể như công dân, học sinh bị ngộ độc hàng loạt do thực phẩm thức uống bẩn, hay sụp đổ các nền kinh tế do thảm họa môi trường được tạo ra bởi các khu công nghiệp. Thì mọi cái gốc gây ra thảm họa cho quốc gia này trên 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S bên bờ sông biển đông này chính là thể chế mà nhà nước độc tài đảng trị. Giải trừ thảm họa này không gì hơn bằng cách giải trừ thể chế độc tài đảng trị. Bao thế hệ nhà nước phong kiến tiêu vong nhưng nước Việt vẫn trường tồn. Vậy nên thể chế nhà nước độc tài đảng trị này tiêu vong thì nước Việt Nam vẫn trường tồn. Đó là cái lý do mà bạn nghĩ rằng chúng ta cần phải thay đổi. Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải chết để cho cá và nhân dân được sống. Mã xin chào tất cả mọi người. Mã Thúy Linh xin chào tất cả các anh chị em. Ngày hôm nay Mã muốn chia sẻ với các bạn một số thông tin. Cái thông tin ở đây có thể là số đông đã biết rồi nhưng mà số nhỏ vẫn chưa có biết. Nó không có biết là tại vì nó không có dùng mắt để mà đọc chữ, không có dùng não để mà suy nghĩ, không có nhìn được cái sự việc xung quanh cũng có thể hoặc là nó đã bị bưng bít thông tin ở bên Việt Nam nhiều người hay vào trang của mã nói rằng tôi đang ở Việt Nam nè cái thứ gì mà tôi không biết Cô giỏi của nước ngoài có mạnh miệng có nói có hãy về sống ở trong nước rồi cô thấy hay nhưng mà thật sự chính vì các bạn ở trong nước cho nên các bạn mới không có đủ thông tin đa chiều để mà hiểu thêm sự việc mà ở nước ngoài cho nên mã mới có được thông tin mà nói như vậy để làm cái gì để giúp các anh chị em ở trong nước có được thêm những điều mà các bạn cần phải biết cứ ở đó vào trang của mã chứ là mã phản động Không có sao, mã phản động cũng được Cứ làm mất danh dự của mã đi không có sao đâu Mất danh dự là chuyện nhỏ, mất nước mới là chuyện lớn Các bạn thử nghĩ đi Đừng có vì giọng nói của mã Cũng đừng có vì cái tên mã Tuyết Linh Mà cho rằng mã là người Trung Hoa hay là người Trung Quốc Mã nói cái này để được cái gì Mở một đất nước dư nhân quyền đó mà Mã đâu có thiếu ăn đâu Hay là cho mã những cái câu nói giống như là Chị có giỏi thì chị hãy nói chỗ công cộng Hoặc là tới cơ quan chức năng để mà nói Thưa các anh chị, Mã đang nói là ở công cộng đó, ở trang mạng xã hội, ở trang Facebook, người thiệt vật thiệt, còn mấy người thì sao, vào bình luận có dám để tên thiệt, có dám để mặt thiệt hay không? Đàn ông thì có lấy hình con gái bỏ lên, đàn bà con gái thì có lấy hình trẻ em hay là hình thú vật bỏ lên, đâu có giống như người đâu chứ. Công an ở bên Việt Nam biết rõ Mã ở đâu đó mà. Mã cũng đã từng vào tới ngay đồn công an để mà nói, chứ đâu có phải là không có nói chỗ công cộng hay là cơ quan chức năng. B34, cứ tới đó mà hỏi đi, họ biết rõ mã là ai đó mà. Thôi được rồi, không có nói tới cái chuyện đó. Để chứng minh cái sự bưng bích thông tin mà nói cho mày nghe. Nhà báo mà có bị công an đánh á, thì người dân lên tiếng nói ầm ầm, chia sẻ tất cả trên Facebook. Còn bây giờ, ở Kỳ Anh, Nghệ An, Hà Tĩnh, hơn có 6.000 người xuống đường biểu tình thì có thấy tờ báo nào dám nói hay không? Đó là một trong những cái mà mị dân, đó là một trong những cái mà bưng bích thông tin đó. Được rồi cái chuyện chính mà Mã muốn nói là vào ngày 3 tháng 10 năm 2016, hơn 1.000 lực lượng chức năng cùng với người dân đang vớt cá chết ở Hồ Tây nổi lình mình ở chỗ đó. Quận Tây Hồ Hà Nội đó, cảnh cá chết dồn về khu vực đường Nguyễn Đình Thi. Đâu đâu cũng thấy công nhân đang hối hả vớt cá chết để tránh gây ô nhiễm cho môi trường. Tuy nhiên ở trên mặt hồ lượng cá chết vẫn dày đặc phủ trắng một vùng bớt không có xuể. Mùi hôi tanh hôi thối bốc lên nồng nặc kéo dài hàng cái số dọc từ đoạn gần đường Thanh Niên Nguyễn Đình Thi đến khu vực phường Trích Sài, quận Tây Hồ phía nam của hồ Tây. Ông Đỗ Anh Tuấn, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ cho biết, tính đến trưa nay theo số liệu thống kê thì đã hơn 60 tấn cá chết ở ngoài đó và cái điều ngạc nhiên nữa có rất là nhiều con cá bự con cá nặng từ 4 cho tới 5 kg mà trong khi đó chúng mình chỉ có một cho tới ba kg mà thôi và có số lượng cá chết này đang vẫn từ từ gia tăng chứ không có thuyền giảm sau đó họ đem có số cá chết này bỏ lên xe chở đi tiêu hủy ở chỗ bãi rác ở sóc sơn đồng thời vào ngày 3 tháng 10 năm 2016 nạn nhân của thảm họa môi trường tại ba xã Quỳnh Ngọc Sơn Hải và Quỳnh Thọ thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã nộp đơn yêu cầu chi trả số tiền bồi thường đến Quốc hội và Chính phủ. Tổng số tiền mà họ đòi hỏi nhà cầm quyền phải bồi thường lên tới 445 triệu. Đây là giá trị thiệt hại trên thực tế và trong tương lai, bao gồm có tổn hại về tinh thần và sức khỏe mà các nạn nhân phải gánh chịu. Số tiền nói trên vượt xa con số mà chính phủ dự định chi trả cho các nạn nhân, bất kể sự khác biệt về điều kiện công việc và thu nhập thực tế của mỗi gia đình. Để thống kê được cái số liệu thiết thực này, thì các luật sư và các tình nguyện viên đã đến từng nhà, từng địa phương, từng phường đã nói chuyện với từng cá nhân, với từng nạn nhân để gặp gỡ họ và giúp cho họ kê khai cái sự thiệt hại đó. Trong khi đó, chính quyền không có tiếp xúc từng hộ dân là tự ý áp đặt giá trị thiệt hại như nhau cho mọi người trong cùng một nhóm đối tượng bồi thường. Một cách làm rất là sơ sài và tắc trách. Tiếp theo là hơn 1.000 hội dân ở Hà Tĩnh đòi chính phủ phải chi trả bồi thường trên 2 tỷ đồng và hơn 500 nguyên đơn ở Nghệ An khởi kiện Formosa vào các tuần gần đây. Càng ngày chúng ta thấy thêm còn nhiều nạn nhân khác bắt đầu khởi động tiến hành đòi công lý của mình. Các anh chị em, chúng ta cần phải đoàn kế, chúng ta phải cần tiếp tục xuống đường để đòi công lý công bằng cho chúng ta. Các bạn cho rằng Mã là người bán nước. Không có đâu, và không đủ tư cách để bán nước. Thật ra Mã là một người muốn mua lại đất nước Việt Nam mua bằng cách nào trả bằng cách nào trả bằng mồ hôi nước mắt trả bằng nhiều giọt máu của các anh em đang xuống đường đấu tranh đòi nhân quyền đòi lãnh thổ bảo vệ đất nước Việt Nam này mà nói thiệt Đảng Cộng sản Việt Nam, các bác ở trong đảng đang ôm gom góp tiền bạc kẹo qua các nước khác để mà lẫn trốn. Chúng ta là những người dân ở trong nước mới là những người chịu thiệt thòi ở lại gánh lưng ra để mà trả nợ số tiền của họ bưng đi. Chúng ta đành lòng hay sao? bao nhiêu tiền của chúng ta đóng thuế đã đi đâu rồi sửa đường thì không sửa nước ngập nước lụt có những cái cầu ví những cái cầu rất là dễ thương sân bay tân sơn nhất đã trở thành là sân bơi tân sơn nhất hát với dòng sông quận 10 hay là tân sơn nhất mưa phi trường những cái cầu ví von giống như vậy nếu như mã là nhà cầm quyền mã là người có chức trách ở trong đó mà cảm thấy rất là nhục không biết các bác thì như thế nào còn nữa có thông tin là nhà cầm quyền việt nam đã ra lệnh cho cảnh sát cơ động và lực lượng an ninh an phòng lần sau là sẽ dùng hết sức lực để ba tay đàn áp nhân dân không có thương tiếc cho nên chúng ta cần phải cẩn thận nếu như người nào xuống đường biểu tình cần phải biết làm sao để mới tự bảo vệ bản thân của mình đất nước này giống như là những cái đám cỏ khô sẽ đụng một cái là sẽ bùng sẽ bốc cháy lúc này là bất cứ lúc nào hết chúng ta không có nên chia rẽ lẫn nhau các hội đoàn mà không cần biết hội đoàn nào Liên minh dân chủ tự quyết hay là hội anh em hào kiệt hay là we are one whatsoever Chúng ta cần phải đoàn kết, cần phải nắm chặt tay nhau Chúng ta không có phải là được sanh ra là làm lãnh đạo, không có ai được qua những cái trường lớp để mà lãnh đạo cả. Chúng ta là những người anh em chỉ là biết yêu thương đất nước, cần phải bảo vệ cái đất nước này thì bỏ qua những cái hiềm khích, những cái nhỏ nhặt đó. Đừng có tự làm tổ thương nhau mà Cộng sản nó vui mừng mà chúng ta phải nắm tay nhau thật chặt, cùng bảo vệ với nhau một người comment một người lực lượng cảnh sát cơ động nhà vào đánh người dân chúng ta 10 người 100 người sáu ngàn người của dân mình đó mà cứ phản kháng lại đi mã không có phải nói là suối kích động nhưng mà chúng ta cần phải biết tự bảo vệ bản thân của mình khi mà xuống đường khi có những cuộc biểu tình giống như vậy đó là những cái gì mà mã muốn chia sẻ tin hay không nghe hay không cũng tùy theo quý vị